Theo bọc thép Hàn Quốc bảo vệ thượng đỉnh Mỹ Triều ở Hà Nội. Để bảo vệ hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều sắp diễn ra Hà Nội, Bộ Công an đã điều động khoảng 500 cảnh sát cơ động cùng nhiều phương tiện cơ giới hiện đại tham gia làm nhiệm vụ, trong đó có cả xe bọc thép S5 do Hàn Quốc chế tạo. Sáng 22 tháng 2, trước cuộc họp thượng đỉnh Mỹ Triều diễn ra từ 27 đến 28 tháng 2, xe bọc thép S5 của lực lượng cảnh sát cơ động Bộ Công an xuất hiện trên đường phố Hà Nội. Một tuần trước, tại buổi triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho cuộc gặp hai nguyên thủ Mỹ Triều, Ban Giám đốc Công an Hà Nội xác định đây là sự kiện chính trị quan trọng. Đơn vị đặt cấp độ bảo vệ an ninh cho hội nghị lên mức cao nhất. Bộ Công an cũng điều động khoảng 500 cảnh sát cơ động và nhiều lực lượng nghiệp vụ khác làm nhiệm vụ lần này. Trung tuần tháng 2, hàng trăm phóng viên quốc tế cũng đã đến Việt Nam tập trung trước một số khách sạn, nhà khách ở quận Hoàn Kiếm và nhiều địa điểm khác của Hà Nội để săn tìm mọi diễn biến trước cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chọn Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Cung Việt Xô làm trung tâm báo chí quốc tế IMC. Phóng viên đã ghi nhận rằng sáng 22 tháng 2, xe bọc thép của cảnh sát cơ động di chuyển trên các tuyến phố như Kim Mã, Nguyễn Thái Học rồi hướng lên khu vực trung tâm. Xe S5 có trọng lượng 10,4 tấn, chiều dài hơn 6 mét, xe bọc thép chống đạn toàn bộ được trang bị cho lực lượng cảnh sát cơ động, cabin có thể chở 12 người. S5 là phương tiện đa dụng có thể tham gia trinh sát, chống bạo động, hộ tống hoặc vận chuyển vũ khí khí tài quân dụng. Thân xe và kính dòng xe này có khả năng chống đạn, gồm xe chống được mình, lốp xe chống đạn có khả năng chạy thêm 50 km sau khi hết hơi. Xe có công suất tương đương 225 mã lực, vận tốc tối đa hơn 100 km/h và dự trữ hành trình là 600 km. Nhờ hệ thống bánh hơi tiện dụng gầm cao nên xe có thể di chuyển dễ dàng trên các địa hình phức tạp, đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trên nóc xe được trang bị cửa quan sát có vách chống đạn, S5 còn được bố trí giá lắp nhiều vũ khí hạng nặng, tùy yêu cầu và nhiệm vụ như súng hạng nặng NSV 12,7mm hoặc súng máy tầm trung PKM 7,62mm. Trước đó, Công an Hà Nội đã lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều. Đơn vị điều động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ cùng với khoảng 500 cảnh sát cơ động do Bộ Công an điều động làm nhiệm vụ. Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu Phòng Cảnh sát Hình sự tăng cường 96 tổ công tác tuần tra kiểm soát từ 23 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, mục đích tấn công trấn áp mạnh mẽ các tội phạm hình sự. Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các quận huyện tiếp tục triển khai mệnh lệnh 1, 2 trên toàn thành phố. Đội Cảnh sát Giao thông dẫn đoàn cũng huy động khoảng 100 cán bộ chiến sĩ có kỹ năng nghiệp vụ và kinh nghiệm dẫn đoàn cùng 30 xe đặc chủng sẵn sàng làm nhiệm vụ. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.